nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam và cuộc đời không bằng phẳng. Minh Châu sinh năm 1956 tại Thái Nguyên, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Minh Châu. Bà là một nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam, là một trong số ít các nghệ sĩ vinh dự được nhận hai giải bông sen vàng. Bà nổi tiếng vào cuối thập niên 80 với hai vai là Nguyệt trong phim Cô Gái Trên Sông năm 1987 và Liên trong phim Người Đàn Bà Nghịch Cát năm 1989. Ngoài ra, bà còn giành được một giải cánh diều vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc trong vai Thường cho phim Bí Thư Tỉnh Ủy năm 2010. Bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2015. Minh Châu là ai và vì sao nghệ sĩ nhân dân Minh Châu được gọi là người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam? Nhắc đến Minh Châu, người đọc sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn trong phim ảnh. Ít ai biết được, bà cũng là một trong những đại gia trong giới bất động sản, một bà mẹ đơn thân, một người phụ nữ đẹp của điện ảnh Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu sinh ra trong một gia đình nho giáo. Mặc dù nhà có tới 10 anh chị em, nhưng ai cũng được cha mẹ giáo dục một cách kỹ lưỡng. Tất cả các anh chị em của Minh Châu đều rất thành danh. Hồi nhỏ, nghe những lời giáo huấn của bố, Minh Châu thấy không lọt tai, bà rất khó chịu. Nhưng giờ, nghĩ lại, bà luôn thầm cảm ơn cha mẹ mình vì nhờ đó mới có một Minh Châu cứng cỏi như ngày hôm nay. Nhà nghèo, bố mất từ khi Minh Châu mới 10 tuổi, nên anh cả là người hướng Minh Châu theo nghề diễn viên. Hồi đó, khi đang học lớp 9 hệ 10 năm tại trường Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, anh trai Minh Châu thấy bảng tuyển diễn viên. Không hiểu lúc đó anh có nhìn thấy tiềm năng về diễn xuất của Minh Châu hay không, nhưng anh của bà bảo, Minh Châu mắt ốc nhồi thế kia, đăng ký đi làm diễn viên được đấy. Hôm thi sơ khảo, Minh Châu đứng khóc ngon lành trên sân khấu vì giám khảo bảo bà có tài năng gì thì diễn, nhưng bà bảo không có. Được sự động viên của một vị trong ban giám khảo, Minh Châu lúc sau mới ổn định tinh thần. Bà xin hát một bài, hát được vài câu, ban giám khảo bảo bà ngừng. Nghĩ chắc mình chẳng đỗ nên bà về nhà và đi học tiếp. Một thời gian sau, có giấy báo trúng tuyển. 10 tuổi, Minh Châu phải sống xa nhà, vất vả thiếu thốn đủ đường, nhưng bù lại, bà có sự đam mê. Học chỉ biết học, chứ không hề nghĩ học để được sự nổi tiếng như một bộ phận lớp trẻ bây giờ. Thời bà học cũng chỉ có áp lực sao cho lĩnh hội được hết những thứ thầy giảng ở trường, chứ không lo đầu ra như bây giờ. Ra trường là được về ngay hãng phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên, phía hãng cũng yêu cầu việc đào tạo phải nghiêm túc. Bà và các bạn cùng lớp phải viết bản cam kết với nhà trường không được yêu trong thời gian học. Ra trường 5 năm mới được kết hôn. Ai lỡ yêu thì cuối năm phải đứng lên đọc kiểm điểm. Minh Châu hồi đó cũng nằm trong danh sách phải làm kiểm điểm liên tục vì có tình cảm với bạn cùng lớp. Thời gian trôi qua, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu giờ đây đã là một trong 4 gia nhân Việt càng già càng cay. Họ là những diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng dù tuổi tác đã cao. Không phải thời Hoàng Kim để đóng phim, nhưng họ vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn tên tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là một trong những gương mặt kỳ cựu trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ của khán giả cả nước. Bà khiến nhiều người phải thán phục vì sức lao động nghệ thuật bền bỉ. Bà từng cho hay tiền cát-xê đóng phim không đủ cho bà chi tiêu phục vụ việc đi lại từ nhà tới phim trường, nhưng bà vẫn làm phim với lòng nhiệt thành nhất. Có lẽ với bà, việc cống hiến hết mình cho các vai diễn, cho nghệ thuật, cho diễn xuất là cách tốt nhất để bà sống trong đam mê mà cả cuộc đời bà đã theo đuổi. Nghệ sĩ Minh Châu nổi tiếng qua các vai diễn như phim Cô Gái Trên Sông, Người Đàn Bà Nghịch Cát, Con Chim Biết Chọn Hạt. Tất cả đã làm nên một Minh Châu đẹp của màn ảnh rộng. Với truyền hình, bà cũng bén duyên với khán giả qua những bộ phim như Bí Thư Tỉnh Ủy, Nếp Nhà, Song Nữ, Nguyễn Thị Minh Khai. Đến thời điểm này, bà là một trong số ít người được nhận hai giải bông sen vàng danh giá trong sự nghiệp diễn viên của mình. Cuộc đời không bằng phẳng của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu. Tuy đã ở tuổi lục tuần, nhưng nghệ sĩ nhân dân Minh Châu dường như không để cho thời gian chạm vào nhan sắc
và sự trẻ trung đằm thắm của mình. Vẫn ánh mắt quyết liệt ấy dữ dội cả những phút vui lẫn phút thoáng buồn. Ngọn lửa đam mê với cuộc sống trong bà dường như chưa tắt, bởi mình phải tự đốt mình đến cháy hết mình luôn. Minh Châu trong phim khóc nhiều, có lẽ nó đã ám vào cuộc đời bà, vì ngoài đời bà cũng là một người đàn bà khóc. Từ cô nhân lỡ dở hạnh phúc của bến không chồng, Nguyệt, cô gái bán hoa trong Cô gái bên sông, cho tới Liên, người phụ nữ bị chồng tra tấn đến mức hóa điên trong Người đàn bà nghịch cát, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu nói trong mỗi phụ nữ ấy đều có một phần con người bà. Khóc cười, buồn vui, cay đắng của họ cũng ít nhiều thấp thoáng cuộc đời của Minh Châu trong đó. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất đổ vỡ, 26 năm qua, nữ diễn viên sống một mình và trở thành bà mẹ đơn thân. Kể về mối tình đầu và cũng là cuối cùng, bà nói đó là một mối tình lãng mạn. Hai người gặp nhau như trúng tiếng sét ái tình, họ yêu hết mình và về chung sống năm 1981. Cuộc sống hôn nhân với những cọ sát thực tế khiến nảy sinh nhiều vấn đề. Khoảng năm 1990, họ ly thân. Đến năm 1999, người chồng đột tử. Cho đến bây giờ, nữ diễn viên vẫn còn nhắc đến cuộc hôn nhân với nhiều trăn trở. Bà nói mối tình đó đã vắt kiệt sức của cả hai, nhất là đối với bản thân bà. Tôi là người sống nghiêm túc trong tình cảm. Có một người đàn ông nào đó trong đời là hết mình, sống chết vì người đó. Tôi luôn khắc khoải, nghĩ rằng chúng tôi phải vươn tới hạnh phúc ở một đỉnh cao nào đó, chứ không phải một thứ hạnh phúc lằng nhằng, đều đều. Cũng chính vì kiệt sức nên bà đã đẩy mình vào hành vi quyết liệt, kết thúc cuộc hôn nhân từng như trong mơ, trở thành một bà mẹ đơn thân. Nhớ về thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, bà cho biết, khi đang quay phim Cỏ Lau tại Quảng Trị, chỉ 2 tháng sau trở về, Minh Châu thấy nhà khóa cửa và đã bị thay. Trước đây vợ chồng đã có nhiều mâu thuẫn rồi, khi về thấy hiện tượng như thế, tôi bỏ đi luôn, xách đúng một vali quần áo ra khỏi nhà. Lòng tự ái của tôi lúc ấy nó cao quá rồi, tôi chỉ nghĩ được là mình bị đối xử quá tệ bạc. Cuộc đời bà bước sang trang mới, đó là cuộc đời mà bà gọi không khác gì là lang bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu. Ban đầu bà đến nhà anh ruột, một tháng sau chồng bà mới hay tin bà biến mất và đến tìm. Mặc mọi lời giải thích, nữ diễn viên kiên quyết không về, lại bế con đến ở nhờ nhà bạn ngoài đê sông Hồng. Ngôi nhà vốn bỏ hoang, nát tươm, không đồ đạc, trời mưa thì dột trước, dột sau. Sống một thời gian, Minh Châu chắc chiu mua được cái nhà rộng 8m2, vừa kê đúng một cái giường, rồi đổi sang nhà khác rộng hơn trên phố Trần Hưng Đạo để con gái sống đỡ vất vả. Sống ở đó một thời gian, bà phát hiện trong nhà mình là điểm tụ tập của bọn xã hội đen, chuyên tụ tập đánh bài bạc nên lại bán, trở về nhà chị ruột ở. Số tiền Minh Châu nuôi con may mắn có được từ những lần bán đất ra vào cũng đủ để trang trải cuộc sống. Được thời giá đất lên, bà môi giới bán nhà, bán đất và lại có tiền. Minh Châu nói, thời kỳ đen tối của cuộc đời, bà kể sơ sơ là thế, chứ đi vào chi tiết thì không ai tin nổi. 15 năm sau, chồng bà mất, bà vẫn không có ý định đi bước nữa. Bà cho biết, đó là sự lựa chọn, bởi khi đã ở một mình quá lâu rồi, việc có một người đàn ông ở bên cạnh không còn quan trọng nữa. Huống chi bà là nghệ sĩ, đi nhiều, nhiều bạn, nhiều việc không tên. Có lúc có những người bạn trong sáng đi chơi, uống cà phê với nhau lại gây hiểu lầm này nọ. Hay trong cuộc sống, nếu mình cứ đi đóng phim hàng tháng trời, nhà cửa tan hoang, không người đàn ông nào chịu được. Nếu mình không mang lại hạnh phúc cho người đàn ông, thì cũng không nên kéo họ vào cuộc, Minh Châu nói. Tuy nhiên, cuộc sống của người con gái cũng có lúc dậy sóng. Bà thừa nhận, có những lúc bà ham hố một cuộc sống gia đình, nhưng khi nghĩ lại phải tự điều chỉnh tình cảm. Có nhiều lần Minh Châu rung động trước những người đàn ông, nhưng rồi phải tìm cách giết chết tình cảm đó đi. Có nhiều lúc tôi đã giết chết được nó, một phần vì tôi vẫn giữ quan điểm cổ điển. Tôi không thể nào đến để bảo với người ta rằng em yêu anh, trong khi các bạn trẻ bây giờ nghĩ rằng yêu là phải chiếm đoạt, phải cướp lấy người đó. Sự khác biệt thế hệ nó thế, hoặc cũng có thể bởi cái lòng tự trọng của mình quá cao đến mức tự ái. Tôi không thể nào làm được điều đó. Để thoát khỏi trạng thái cô đơn, Minh Châu vào nhà, nằm một mình đóng cửa cho nỗi buồn ngấm sâu vào đến tận cùng. Hoặc bà đọc một cuốn sách, viết một điều gì đó để cân bằng cảm xúc. Hoặc có những lúc buồn, không hiểu vì sao buồn, Minh Châu gọi điện cho một người bạn trai thân thiết ra quán uống rượu. Hai người vừa uống,
vừa trò chuyện linh tinh, lang thang, hết chai rượu thì đi về. Tự nhiên mình cảm thấy vơi nỗi buồn nó đi, người bạn cũng cảm thấy nói thêm điều gì đó để chia sẻ là không cần thiết. Đối với bà, cuộc sống hiện tại có thể gói trong hai từ tự do. Con gái bà đã ngoài 30 tuổi, đi học và làm kiểm toán bên Mỹ. Mỗi năm, Minh Châu nhận đóng 1-2 phim phù hợp để không cảm thấy mình bị trì trệ, lão hóa. Ngoài ra, bà tự nghĩ ra những hoạt động hàng ngày để tìm niềm vui như đi chơi với bạn bè, chơi thể thao, nhảy dance sport, học tiếng Anh. Thời gian dài, không nghĩ ra việc gì làm thì đi du lịch xa, sang Mỹ chơi với con. Nữ diễn viên nói bà là người ưa hoạt động, không bao giờ ngồi một chỗ. Nhìn lại cuộc đời mình, Minh Châu tự nhận, cuộc đời tôi hội tụ đủ hỉ nộ, ái ố. Tôi cũng có nhiều niềm vui chứ không chỉ là buồn. Tôi có đại gia đình 10 anh em đông vui, con gái thành đạt, những người bạn xung quanh, những giải thưởng trong nghề được nhiều người hâm mộ. Đi tới đâu, mọi người cũng biết và yêu quý. Đó là thành công không tưởng tượng được. Tôi nghĩ mỗi người có một thân phận. Từ đây đến kia, số phận mình vẫn thế. Quan trọng là mình sử dụng thời gian như thế nào, sống như thế nào để đến cái đích đó mà thôi. Nghĩ về 30 năm làm nghề, vinh quang cũng có nhiều mà hờn tủi cũng không ít. Một kỷ niệm đáng nhớ trong đời diễn viên của Minh Châu là một lần đoàn làm phim quay tại một đảo nhỏ ở Quảng Ninh. Buổi chiều, Minh Châu nhận được tin nhắn mẹ qua đời, không có phà để về. Đạo diễn lại động viên đóng nốt vài cảnh. Đau đớn thay, cảnh đó lại là cảnh cười. Nuốt nước mắt vào trong, bà đành diễn cho xong để về với mẹ lần cuối. 20 năm sống trong cô đơn, không có người đàn ông nương tựa, nhưng Minh Châu cũng không mải mướt tìm cho mình một bờ vai. Với bà, tình yêu đến rồi đi là do duyên phận. Phận bà đã vậy thì đành chấp nhận. Minh Châu bảo, ông trời không lấy của ai tất cả bao giờ.